Chào bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ dùng video để cài làm màn hình khóa trên điện thoại iPhone nha. Thì đầu tiên thì để sử dụng video để cài làm màn hình khóa trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ buộc phải chuẩn bị cho mình một cái video có sẵn ở trên điện thoại. Cái video này thì các bạn có thể là lấy ở trên nhiều nguồn khác nhau nha. Ví dụ như ở đây thì mình có một cái video, và cái video này thì các bạn thấy là nó có biểu tượng của TikTok, có nghĩa là mình vừa lấy ở cái nguồn từ TikTok. Các bạn có thể lấy ở nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như là TikTok này, Facebook, YouTube hay là bất kỳ một cái nguồn mạng xã hội nào. Hoặc là các bạn cũng có thể tự quay một cái video để chúng ta có thể cài làm mình khóa trên điện thoại iPhone nha. Sau khi các bạn đã có một cái video rồi thì chúng ta sẽ làm cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái cửa hàng App Store. Chúng ta tải cho mình một cái phần mềm có tên là Intuline. Đây, các bạn sẽ vào cái cửa hàng App Store và các bạn gõ cái từ khóa là Intuline nha. Các bạn sẽ tải cho mình cái phần mềm là Intuline. Các bạn nhấn vào tải về và chờ một chút để cho cái điện thoại chúng ta nó cài đặt thành công được cái ứng dụng này ở trên máy. Các bạn thoát ra ngoài. Đó. Rồi, ở đây các bạn thấy này, mình sẽ đưa cái ứng dụng này ra ngoài. Và khi nào nó tải xong thì mình sẽ đưa cái ứng dụng này nó ra ngoài nha. Rồi mình sẽ vào lại này. Rồi, như vậy là mình đã tải xong cái ứng dụng này, sau đó thì mình sẽ nhấn vào phần mở để mình mở cái ứng dụng này lên. Rồi, các bạn nhấn vào phần tiếp theo. Rồi các bạn nhấn vào bắt đầu. Ở đây thì khi mà các bạn bắt đầu thì nó sẽ cho chúng ta một vài những cái lựa chọn để chúng ta có thể trả phí và dùng theo năm. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn muốn dùng miễn phí thì các bạn nhấn vào cái dấu X như này. Đó. Thì nó sẽ bỏ qua cái phần là trả phí. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần là dự án mới. Các bạn cho phép nó truy cập vào phần album ảnh nha. Rồi. Đây, mình sẽ chọn cái video mà mình vừa mới tải về ở trên ứng dụng TikTok, sau đó mình nhấn vào phần thêm. Đó. Thì sau khi mà mình nhấn vào phần thêm thì ở đây nó sẽ cho mình một vài những cái tùy chọn để có mình có thể chỉnh sửa cái video này. Tuy nhiên thì các bạn có thể là bỏ qua cho mình thôi nha. Đó. Ở đây thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể là sử dụng. Ở đây thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể là thêm một vài những cái hiệu ứng, ví dụ như chúng ta có thể là thêm nhạc này, thêm văn bản hay là một vài những cái biểu tượng ở đây. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn không muốn thêm thì các bạn sẽ giữ nguyên cái video này thôi nha. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng xuất video ở đây. Đó. Và chúng ta sẽ chọn ở đây thì nó sẽ có hai cái tùy chọn để chúng ta có thể là lựa chọn xuất video. Ví dụ như là chúng ta có thể là lựa chọn xuất ở cái dạng là video, hoặc là các bạn có thể là lựa chọn là xuất ra ở cái dạng là live photo nha. Đó. Thì các bạn có thể chọn cái độ phân giải cao nhất là Full HD tức là 1080 và FPS là 30. Đó. Còn ngoài ra thì nó sẽ cho chúng ta cái độ phân giải cao nhất là 4K và FPS là 60. Tuy nhiên thì các bạn thấy ở đây nó có cái biểu tượng là hình kim cương, có nghĩa là chúng ta phải cái bản này là bản premium, có nghĩa là chúng ta cần phải trả phí thì mới có thể sử dụng được cái tính năng này. Đó, các bạn sẽ nhấn vào phần lưu video. Rồi, thì các bạn chờ một chút thì cái video của chúng ta nó sẽ tự động nó lưu ở cái dạng là live photo nha. Thì cái ứng dụng Intuline này nó cho phép chúng ta có thể là lưu một cái video bình thường thành cái dạng là live photo. Bởi vì là trên điện thoại iPhone thì nó chỉ cho phép chúng ta có thể là sử dụng cái video dạng live photo thì mới có thể là sử dụng làm màn hình khóa để mở khóa ở trên điện thoại thôi nha. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã xuất xong cái video này thành cái dạng là live photo và các bạn thoát ra ngoài. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại cái phần là album ảnh. Đó. Thì sau khi mà các bạn quay trở lại phần album ảnh thì nó sẽ xuất cho chúng ta một cái video dạng live photo như này. Và để xem được cái video dạng live photo thì các bạn chỉ cần nhấn và giữ vào màn hình. Đó. Thì khi các bạn nhấn và giữ vào màn hình thì cái video live photo nó sẽ thực hiện là nó sẽ chuyển động giống như cái video chúng ta hay xem bình thường nha. Rồi, bây giờ đến cái bước mà các bạn sẽ cài cái video này để làm video màn hình khóa trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng là chia sẻ ở đây. Đó. Sau đó các bạn kéo xuống. Ở đây nó có một cái phần là dùng làm hình nền này, các bạn chọn vào dùng làm hình nền. Đó. Sau khi mà các bạn chọn vào phần dùng làm hình nền rồi thì các bạn có thể là các bạn lưu ý ở đây nó có cái phần live photo này, các bạn cần phải bật cái phần này lên thì nó mới có thể hoạt động nha. Mình có thể nhấn vào để mình xem thử. Đó. Các bạn có thể nhấn và giữ vào màn hình để xem thử xem là cái video của chúng ta nó có hoạt động hay không nha. Rồi, sau khi nó đã hoạt động cách bình thường rồi thì các bạn sẽ nhấn vào cái chọn vào cái phần là thiết lập như này. Thì đây nó sẽ có hai tùy chọn cho chúng ta. Chúng ta có thể là đặt cái video ra live photo này làm video màn hình khóa, hoặc là đặt làm video màn hình chính, hoặc là các bạn có thể đặt cả hai luôn. Thì đây mình sẽ đặt làm màn hình khóa thôi, bởi vì nếu chúng ta đặt làm màn hình chính thì cái video live photo nó sẽ không hoạt động đâu các bạn nha. Các bạn có thể là đặt làm màn hình khóa thôi. Đó. Rồi, như vậy là mình đã đặt được thành công cái video live photo này làm màn hình khóa. Và bây giờ thì mình sẽ thoát ra ngoài. Mình sẽ tắt màn hình điện thoại đi. Và bây giờ mình mở điện thoại lên. Và mình sẽ nhấn giữ vào màn hình. Đó. Thì sau khi mà mình nhấn giữ vào màn hình rồi thì cái video nó sẽ hoạt động một cách bình thường nha. Các bạn lưu ý là tất cả những cái video live photo mà cài làm màn hình khóa trên điện thoại iPhone thì nó đều không có âm thanh đâu nha. Đó. Các bạn đừng thắc mắc là tại sao là cái video này nó lại không có âm thanh, nó giống như
nó không giống như ở trên điện thoại Android đâu. Điện thoại Android thì nó hỗ trợ âm thanh, còn trên iPhone ở những cái video live photo thì nó không hỗ trợ âm thanh cho các bạn nha. Rồi, và trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể là sử dụng video để cài video làm màn hình khóa trên điện thoại iPhone. Và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.